Bạch Thế Tôn tất cả hữu tình, pháp và sự an lập đã chẳng thể nắm bắt được, hoàn toàn không có sở hữu, thì tại sao Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, vì các hữu tình tuyên thuyết các pháp? Bạch Thế Tôn, chớ cho là Đại Bồ Tát tự an trụ pháp bất chánh, vì các hữu tình nói pháp bất chánh, khuyên các hữu tình an trụ pháp bất chánh, dùng pháp điên đảo an lập hữu tình. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, còn chẳng đắc Bồ Đề, huống là có pháp phần Bồ Đề để có thể đắc. Còn chẳng đắc Đại Bồ Tát, huống là có pháp Đại Bồ Tát để có thể đắc. Phật dạy: Này Thiện Hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông đã nói, tất cả hữu tình đều chẳng thể nắm bắt được, sự an lập tất cả hữu tình cũng chẳng thể nắm bắt được, tất cả pháp đều chẳng thể nắm bắt được, sự an lập tất cả pháp cũng chẳng thể nắm bắt được, do chẳng thể nắm bắt được, hoàn toàn không có sở hữu, nên biết nội không, nên biết ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bản tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không, nên biết chân như không, nên biết pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ đều không, nên biết thánh đế khổ không, nên biết thánh đế tập diệt đạo không, nên biết sắc không, nên biết thọ tưởng hành thức không, nên biết nhãn xứ không, nên biết nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ không, nên biết sắc xứ không, nên biết thanh hương vị xúc pháp xứ không, nên biết nhãn giới không, nên biết nhĩ tỷ thiệt thân ý giới không, nên biết sắc giới không, nên biết thanh hương vị xúc pháp giới không, nên biết nhãn thức giới không, nên biết nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới không, nên biết nhãn xúc không, nên biết nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc không, nên biết các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra không, nên biết các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sinh ra không, nên biết địa giới không, nên biết thủy hỏa phong không thức giới không, nên biết nhân duyên không, nên biết đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên không, nên biết các pháp từ duyên sinh ra không, nên biết vô minh không, nên biết hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than khổ, yêu não không, nên biết ngã không, nên biết hữu tình, dòng sanh mạng, khả năng sanh khởi, sự dưỡng dục, sự trưởng thành, chủ thể luân hồi, ý sanh, nho đồng, khả năng làm việc, khả năng khiến người làm việc, khả năng tạo nghiệp, khả năng khiến người tạo nghiệp, khả năng thọ quả báo, khả năng khiến người thọ quả báo, cái biết, cái thấy đều không.